Xin chào tất cả các bạn, thì ngày hôm nay mình tiếp tục trở lại với những cái câu chuyện ngụ ngôn rất là hay và có ý nghĩa. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ thích giọng đọc của mình nhé. Và sau đây là câu chuyện cáo và hạt. Cáo mới chuyển nhà, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, nó liền mời hạt đến dùng bữa mừng tân gia. Hạt háo hức đến nhà cáo từ sớm. Cha cha, chào cậu em, chả mấy khi em đến nhà anh làm khách. Mau vào đi, cáo mừng rỡ tiếp hạt. Cáo khôn lõi bày đãi bạn một đĩa súp nông choèn, trên có vài miếng thịt mỏng dính. Thả sức nếm thử món ngon anh tự làm đi nhé. Mỏ hạt vừa dài vừa nhọn nên hạt chẳng ăn được tí nào. Nó đành ngồi ngay ra nhìn cáo ăn sạch sành xanh mọi thứ. Húp hết canh, ăn sạch thịt. Cáo giả bộ quay sang hỏi: "Ơ kìa, sao cậu không động đũa? Hay thức ăn không hợp khẩu vị?" Tức tối vì bộ dạng chí của cáo, hạt chỉ cười đáp lễ và ngỏ lời mời cáo sang dùng bữa ở nhà mình. Thực ra hạt đang nghĩ thầm: anh cứ đợi đấy, rồi sẽ biết tay tôi. Cáo vui vẻ nhận lời, và hôm sau nó vác cái bụng đói sôi sùng sục sang nhà hạt chơi. Vừa vào đến cửa, cáo đã ngửi thấy mùi thịt thơm ngậy. Nó liền ngồi ngay vào bàn ăn và hỏi vọng vào bếp: "Cậu nấu món thịt ngon cho anh ăn à? Anh thích ăn thịt nhất đấy. Anh chờ em một lát, sắp xong rồi đây." Rồi hạt bê ra hai cái bình cao cổ đựng đầy thịt bò viên thơm ngậy và nhẹ nhàng mời cáo: "Anh đừng làm khách nhé, cứ ăn thịt nó vào." Cáo ngay mặt ra nhìn chiếc bình cổ cao thon dài, nước miếng ứa ra. Con hạt ung dung thò chiếc mỏ vừa dài vừa nhọn vào trong bình ăn sạch mọi thứ và ngọt nhạt mời cáo: "Kìa, anh ăn đi chứ, đừng làm khách, cứ ăn thật nhiều vào." Cáo đành ôm bụng đói hậm hực ra về. Nó hiểu ra rằng đấy chính là kết cục dành cho những kẻ chơi xấu người khác. Và câu chuyện tiếp theo: người nông dân và con chim ưng. Một hôm, trong lúc cuốc đất làm ruộng, người nông dân tình cờ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt ở gần đó. Anh ta ngẩng đầu lên xem, thì hóa ra là một con chim ưng chẳng may bị kẹp phải cái bẫy. Người nông dân liền tìm cách gỡ chiếc bẫy ra, giải thoát cho chim ưng. "Con chim tội nghiệp, sao lại sơ ý chạm vào bẫy thế này?" Anh tận tình chăm sóc vết thương cho chim, giúp nó lấy lại sức rồi thả nó về với trời xanh bao la. Chim ưng cứ bay lượn trên cao, bịn rịn lưu luyến chẳng muốn rời xa ân nhân cứu mạng. Một hôm, sau khi làm việc quần quật, người nông dân tựa lưng vào tường rào để nghỉ cho lại sức rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng chim ưng từ đâu nhào tới, quắp lấy cái mũ của anh ta bay đi. Người nông dân tỉnh dậy, vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Này, này, trả lại mũ cho ta." Anh ta chạy chẳng được bao xa thì chim ưng liền ném trả chiếc mũ xuống đất.
Con chim kỳ lạ, ta đã cứu mày, sao mày lại trêu chọc ta? Người nông dân lầm bầm nhặt mũ quay về chỗ nghỉ. Ai dè, ngay khi anh ta vừa kịp đội chiếc mũ lên thì phát hiện bờ tường rầu sau lưng đã đổ sập xuống từ bao giờ. Chao ôi, hóa ra là như vậy. Người nông dân lúc này mới hiểu được hành động tốt bụng của chim ưng và cảm động vô cùng. Chính con chim ưng đó đã cứu mạng mình. Câu chuyện của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích giọng đọc của mình và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé.